Chị Nguyễn Thanh Bình, một dự báo viên thời tiết và cũng là người có niềm đam mê với áo dài truyền thống, đặc biệt lại là chiếc áo dài truyền thống nam. Xem lại ảnh của cậu con trai đang học cao học ở Pháp, chị Bình nhớ lại câu chuyện của 6 năm trước. Năm 2013, cậu con trai học hết lớp 10 được tham dự Liên hoan sân khấu thanh thiếu niên quốc tế lần 27 tại Cộng hòa Pháp. Bên Pháp gửi thông tin có một ngày đoàn được thị trưởng của thành phố Toulouse tiếp đón và yêu cầu mặc trang phục dân tộc. Khi nhận thông tin đấy thì các mẹ cũng hơi bối rối, bởi vì là với bạn nữ thì áo dài dân tộc rất là đơn giản, thế nhưng các bạn nam thì nó sẽ như thế nào? Và tôi cứ băn khoăn mãi, vậy thì cuối cùng cái bộ trang phục dân tộc nào phù hợp cho nam giới? Rồi đội khăn xếp như vậy thì sẽ đi cái giày gì? Mặc như thế nào, phong thái nó ra làm sao? Cho đến khi tham gia vào nhóm Đình Làng Việt và anh em trong Đình Làng Việt cũng bắt đầu tìm đến những tà áo dài nam. Anh Bình và anh Cường là hai trong số các thành viên của nhóm Đình Làng Việt. Tìm hiểu tài liệu lịch sử, tham khảo các nhà nghiên cứu uy tín, nhóm Đình Làng Việt đã phần nào tìm lại những nét truyền thống trong trang phục áo dài nam. Đối với áo dài nam khi mặc thì bao giờ cũng phải có một cái áo trắng bên trong, hoặc là mặc cái quần sáng màu, và đặc biệt không dùng khăn đồng màu với áo. Chúng tôi là hoàn toàn may một đen. Cái chiếc khăn mà tôi đang vấn ở đây là chiếc khăn được tạo hình bởi hình chữ nhân. Tức là trong ngũ thường thì có nhân, lễ, nghĩa, chí, tín, thì chữ nhân bao giờ cũng đứng ở vị trí số 1. Áo được may năm tà nên gọi là áo năm thân. Mặc áo dài truyền thống vẫn có thể đi giày thể thao. Các bạn nhí vốn thích quần bò áo phông, nay lại đón nhận áo dài như một điều mới mẻ thú vị. Đây là các em nhỏ trong nhóm Trái đất này là của chúng mình do chị Thanh Bình thành lập. Con mặc quần áo dài truyền thống con cảm thấy thích thú, nó mát này. Gió đánh cành tre, gió đập cành tre, chiếc thuyền anh vắng lẽ thế anh đợi nàng. Gió đánh cành bàng, gió đập cành bàng, rừng treo anh hát cô nàng ấy.